trì gian nan và đầy khó khăn thử thách, những thầy cô giáo đang thầm lặng gieo chữ trên non đã và đang viết tiếp những câu chuyện đẹp về hình ảnh người thầy trên những bản làng vùng sâu vùng xa. Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, đất nước tự hào về thầy cô.